Rất là may mắn là mình đã cập nhật kịp cái kênh YouTube của mình. Cho nên là cái doanh số bán hàng nó lại có một cái hướng đi mới. Mình có một cái kênh mà bán hàng mà cảm giác như là nó không phải thuê nhân viên. Đấy. Thế nhưng mà hàng tháng nó vẫn có một cái lượng data rất là tốt về, thì lại chuyển đổi rất là tốt mà mình cũng không mất chi phí gì. Đấy là mình thấy cái ưu điểm của YouTube là như thế. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh video của Vũ Ngọc Thức. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu và chia sẻ với một trong những học viên mà đã áp dụng rất thành công kênh YouTube để có thể bán được hàng trên kênh YouTube của mình. Đó chính là anh Nhớ. Xin chào các bạn, mình tên là Nhớ, đến từ Bắc Giang. Hiện tại mình đang làm mảng sơn nước và đang làm kênh YouTube Mr. Nhớ làm sơn nước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ thực tế của anh Nhớ trong việc là vận dụng kênh YouTube để có thể bán được hàng và có thể kinh doanh thành công nhờ kênh YouTube. Và mình có cái kênh YouTube riêng là Mr. Nhớ và mình làm được gần một năm từ khi học của thầy Thức. Thì mình thấy được rằng là quá trình mình làm ban đầu nó cũng chậm, kết nối chậm, nhưng mà sau này thì bắt đầu là kênh có thể chuyển đổi rất là tốt. Đấy. Và hiện tại là các từ khóa chính của cái kênh của mình đều đứng top hết. Khi mà mình triển khai trên YouTube ấy, thì cũng cái rất nhiều những học viên ấy, khi mà người ta làm ấy, thì đầu tiên là họ không hiểu về làm thế nào để cho họ có thể bán được hàng YouTube trên YouTube đâu. Hoặc là có rất nhiều người nghĩ rằng là trên YouTube nó chỉ là để mà làm để làm giải trí thôi, hoặc là làm để cho để làm thử, hoặc là để làm giải trí thôi, mà họ không nghĩ rằng là cái kênh YouTube có thể mang lại khách hàng cho mình. Khi mà anh Nhớ trước khi mà biết đến các cái kỹ năng để mình có thể xây kênh YouTube như thế, thì không biết là cái trải nghiệm của anh Nhớ có như vậy không? Thực ra thì trước kia mình cũng nghĩ thế thôi, bởi vì là mình cũng chưa được chứng kiến, tức là chưa được nhìn thấy những ai mà người thật việc thật là nghĩ là làm video trên YouTube mà lại có người không quen biết mình mà lại mua hàng, thì lúc đấy là nó cũng chưa có niềm tin thật. Đấy, cho nên là cũng là lý do là sao mà cái kênh phần lớn của mọi người mới làm là cũng chậm, là vì cái niềm tin nó không chắc chắn. Nhưng sau này nó chuyển đổi tốt thì mình mới thấy là nó là một cơ hội quá tốt mà mình bỏ qua nó nhiều thời gian mình rất là tiếc. Cũng như các sản phẩm khác thì họ vào YouTube hoặc là Google ấy, là họ search cái từ khóa mà họ muốn tìm, ví dụ như là sơn Cova hay sơn Zutun hay là một loại sơn khác nào đó, thì họ đều vào Google và vào YouTube họ search. Thì mình được chính những khách hàng nói là họ search YouTube và nhìn thấy mình thôi, bởi vì mình kênh của mình là đang lên top, có nghĩa là họ search một từ khóa nào đó mà liên quan đến sơn thì phần lớn là cái kênh của mình nó nổi lên đầu tiên. Đấy là cái hành vi của họ làm và đó cũng là lý do mà mình tiếp cận được khách hàng. Đấy. Thực ra là mình trước kia thì cái bán hàng offline của mình nó nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà càng về gần đây thì cái online, cái mối quan hệ khách hàng ấy nó chỉ trong cái giới hạn thôi. Đấy. Nó ít hơn dần. Và cái rất là may mắn là mình đã cập nhật kịp cái kênh YouTube của mình. Cho nên là cái doanh số bán hàng nó lại có một cái hướng đi mới. Cho nên là mình rất cảm thấy là rất là vui, lý do là mình có một cái kênh mà bán hàng mà cảm giác như là nó không phải thuê nhân viên. Đấy. Thế nhưng mà hàng tháng nó vẫn có một cái lượng data rất là tốt về, thì lại chuyển đổi rất là tốt mà mình cũng không mất chi phí gì. Đấy là mình thấy cái ưu điểm của YouTube là như thế, mà mình cũng đã bật được cả kiếm tiền rồi. Thế cho nên là mình nghĩ YouTube là một cái mà nếu mà để làm kinh doanh, nhất là những người kinh doanh mà làm nghề ấy, thì gần như là theo mình là bắt buộc phải làm luôn, bởi vì là khách hàng sẽ hiểu kỹ càng hơn cái về cái công ty và cái sản phẩm của mình thông qua cái chia sẻ cái video, vì cái lượng thời lượng nó dài, 10-15 phút, nó không như các cái kênh khác. Thì mình mong rằng là mọi người sẽ hướng đến YouTube. Thì YouTube thì mình thấy là nó ưu điểm là cái chi phí cho nó hầu gần như là chi phí không đồng. Đúng rồi, không đồng. Tuy nhiên mà khi mà lên top rồi thì nó như một cái cửa hàng tự động á. Đấy. Lắm hôm mình 5:30 6 giờ tự nhiên đã có khách gọi điện rồi. Đấy, tức là người ta cũng rất là ngóng cái việc là mình giải quyết cái vấn đề cho người ta. Và mình cảm thấy là rất là vui, rất là lạ là tại sao mình cả đêm mình ngủ mình có làm gì đâu mà sáng ra nhiều người gọi thế. Thế mình mới hiểu được là YouTube nó sẽ có chế độ tự động khi mà mình có những cái từ khóa hoặc là cái video lên top, thì hầu như là khách hàng cứ sợt vào YouTube là mình đã đứng đầu rồi. Nên đó mình thấy giải thích được là lý do tại sao mà nhiều người gọi như vậy. Thực ra khi mới học xong thì mình cũng như mọi người là rất là thiếu tự tin,
và ngại làm. Cái thời gian đầu là mình cứ muốn là phải đầy đủ máy móc thiết bị mới làm. Mình sẽ dùng điện thoại quay trước. Đấy, quay trước và cũng tập làm. Và sau một cái thời gian đầu là rất là khó. Đấy, thế nhưng mà làm đều đặn liên tục thì khoảng độ 3 đến 6 tháng sau là mình đã thấy kênh của mình bắt đầu lên dần. Đấy, đấy quá trình mình làm kênh như thế. Thì trước kia là mình cũng bán hàng truyền thống. Chính vì thế cho nên là cái doanh số nó thấp. Đấy, sau đó là mình tìm kiếm trên YouTube thì thấy được rằng là làm về YouTube thì nó cũng là một cái kênh bán hàng hiệu quả. Thế cho nên là mình bắt đầu là đi học. Và sau đó một quá trình làm gần một năm thì mình thấy là cái kênh YouTube của mình là để chuyển đổi rất là tốt. Như có những tháng cao điểm doanh số mình có thể là 300 triệu và lợi nhuận được khoảng độ 10%, thì cũng đến hơn 30 triệu tiền lãi. Còn những tháng khác thì nó ít hơn. Chung quy lại là mình cũng có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định. Anh nhớ có thể chia sẻ về cái hành trình khi mà trước đây anh chưa từng bao giờ anh làm YouTube và sau đó thì tham gia một cái khóa học về YouTube của em và sau đó thì anh áp dụng vào cái kênh YouTube của mình thực tế nó như thế nào? Thì từ khi kênh của mình được chuẩn SEO và lên top thì tỷ lệ khách hàng chuyển đổi rất là tốt. Hầu như là ngày nào cũng có 3 đến 5 khách hàng người ta quan tâm và tỷ lệ chuyển đổi khoảng độ 30% và có cái doanh thu ngày một tốt hơn. Không biết là khi mà anh nhớ khi mà trong quá trình mình triển khai như vậy thì những cái khó khăn gì mà mình trong quá trình mình làm ấy, thì theo anh đâu là những cái khó khăn nhất khi mà mình bắt đầu mình triển khai kênh YouTube? Cái khó khăn mà mình thấy khó khăn nhất ấy, thì nó vẫn là cái bản thân thôi. Tức là khi mình mới làm thì mình thấy là không biết kênh có hiệu quả không, cho nên là mình bảo là bây giờ mà chưa biết quay dựng này, chưa biết edit giỏi ấy, thì mình làm nó cũng cứ hơi mới đầu là cũng chưa tự tin. Đấy, cho nên là trong quá trình làm nó xảy ra cái việc là quay xong lại làm nó không được, làm đi làm lại nhiều lần. Đấy, rất là khó khăn. Có nghĩa là cảm giác như là khả năng không được, bởi vì là mới mà quay dựng, thậm chí còn mới đầu còn chưa cả biết là lập kênh hoặc là nên kênh thì quay thế nào, điện thoại ngang hay dọc để cho nó đẹp ấy. Đấy, những cái ban đầu là mình hầu như là những cái kiến thức rất là cơ bản về quay dựng hoặc là trình bày đứng trước cái điện thoại là cũng là rất là ngượng. Đấy, những cái cơ bản khó khăn như thế. Khi mà mình triển khai như vậy và mình có kết quả trong hơn một năm qua thì đâu là cái mà mấu chốt ấy, cái chìa khóa gì mà giúp mình có thể mang lại được cái kết quả như ngày hôm nay? Thực ra là nếu mà tổng cái thời gian mình làm thì nó, nếu mà làm liên tục nó mất nửa năm. Bởi vì là thời gian trước là mình học được một thời gian nhưng mình làm kiểu như là một vài video sau đó lại dừng lại. Thì sau đó thì nửa năm sau khi mình đã hiểu được rằng là bắt buộc phải làm liên tục thì cái kéo tương tác nó mới tốt. Và rất nhiều các tham vấn từ các bậc thầy dạy của mình. Đấy. Thì mình làm liên tục trong vòng 6 tháng thì kênh của mình đã lên top. Thì hiện tại thì hầu như là các từ khóa của mình đã lên top gần như hết. Trong quá trình mà mình làm ấy thì khi mà mình bắt đầu mình triển khai những cái học viên của Thức thì cũng có rất nhiều người là một video, hai video, ba video và sau đó thì bỏ cuộc, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được những cái kênh YouTube thành công, đúng không ạ? Không làm được. Bởi vì là khi mà chúng ta làm bất cứ một cái nền tảng nào thì nó đòi hỏi cái công thức là đúng đủ đều. Khi mà Thức chia sẻ ở trong cái khóa học, khi mà mình làm một video thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được kết quả. Nhưng mà chúng ta làm đến 20 video thì chắc chắn là chúng ta sẽ có kết quả. Đúng rồi, sẽ có phản hồi. Đấy. Căn bản nhất mà khi chúng ta làm và chúng ta phải làm tới cùng và làm đúng, làm đủ, làm đều. Sau đó thì chúng ta đo lường để chúng ta cải tiến và chúng ta sẽ đo có được kết quả. Mình nghĩ là cái quan trọng nhất là phải đi học. Đấy, phải đi học, bởi vì là học thì mình nắm được cái cơ bản rồi. Đấy, có người mà gọi là kèm cặp. Những cái lúc mà chúng ta làm mà nó không đúng thì có người tham vấn. Thì mình đấy là cái quan trọng đầu tiên. Hoặc là các anh chị có thể học gọi là mò ở trên mạng thì cũng được. Tuy nhiên là nếu mà học mà có thầy ở nơi thì nó sẽ là một cái yếu tố đầu tiên góp phần vào cái việc định hướng cái YouTube của mình. Cái thứ hai là cái phần từ khóa. Thì chúng ta phải có cái sự tham vấn, sự đo lường để làm sao mà tìm ra những cái từ khóa vàng mà khách hàng hay có cái thói quen tìm kiếm nhất. Thì đấy là những cái mà mình thấy là nó giúp cho cái việc mà tiếp cận khách hàng ấy, cũng như là cái kênh của mình lên top rất là nhanh. Đấy là hai cái chính. Cái thứ ba đấy là nó phải kiên trì làm đều đặn. Và mình sẽ dựa trên các cái video mà được nhiều người thích ấy, thì mình sẽ làm nhiều về chủ đề đấy.
thì thường là cái phản hồi thị trường rất là tốt. Thì đợt tới thầy Thức có một cái lớp về đào tạo edit video, làm kênh YouTube hiệu quả, thì mình sẽ trực tiếp đến support cho các anh chị để làm sao mà xây được một cái kênh như kênh của mình, có tỷ lệ chuyển đổi rất là cao, support cho anh chị về ý tưởng, về cách làm sao để kênh anh chị lên top, cùng với cái trải nghiệm bán hàng của mình qua kênh YouTube của mình, thì quý chị sẽ có một cái kênh bán hàng riêng mà không phải mất công gì ạ, offline ngồi chờ, mà nó sẽ tự động cung cấp cái số điện thoại, cung cấp cái data khách hàng, và khách hàng sẽ tự động gọi điện cho anh chị. Thì qua cái buổi mà thầy dạy thì nhớ sẽ đến trực tiếp để hỗ trợ các anh chị mọi thứ liên quan đến bán hàng hiệu quả bằng kênh YouTube của mình. Thì mong rằng sẽ gặp anh chị ở cái buổi học đó và sẽ bàn bạc với nhau mọi thứ cụ thể để giúp anh chị có một kênh nó thực sự là hiệu quả. Rất mong hẹn lại anh chị ở buổi học của thầy Thức. Trong thời gian tới thì tôi cùng với anh Nhớ sẽ tổ chức một cái chương trình được gọi là tự tin làm chủ video để bán hàng thành công trên YouTube. Thì cái chương trình này thì tôi sẽ cùng với anh Nhớ sẽ chia sẻ những cái bí kíp cũng như là những cái kỹ năng để chúng ta có thể làm thế nào để chúng ta có thể biên tập được video, làm thế nào để chúng ta quay được những video một cách chuyên nghiệp nhất. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng những video đấy như thế nào để chúng ta có thể bán được hàng thành công. Cũng giống như anh Nhớ áp dụng những cái kiến thức trong những cái khóa học của Thức vào cái việc xây dựng kênh YouTube để bán hàng về ngành sơn của mình. Và nếu các anh chị quan tâm và mong muốn là làm thế nào để chúng ta có thể có được những kỹ năng đó để chúng ta xây dựng được một cái nền tảng để chúng ta bán hàng thành công trên Internet, thì hãy đăng ký ở phía bên dưới bằng cách là bấm vào đường link ở phía bên dưới để đăng ký cái khóa học này. Và chương trình này thì cũng rất giới hạn về số lượng. Vì vậy các bạn hãy đăng ký nhanh nhất ở phía bên dưới để có những cái tấm vé miễn phí để chúng ta tham dự vào chương trình này, để chúng ta có thể từng bước một để chúng ta có thể xây dựng được một kênh YouTube bán hàng thành công, và tối ưu cái nguồn lực của mình, tối ưu cái chi phí của mình để làm thế nào để chúng ta có được những cái nền tảng bán hàng thành công trên Internet. Và hẹn gặp lại các bạn tại chương trình làm chủ video để bán hàng thành công trên YouTube.